Con xin đảnh lễ các chư vị bề trên, Đức Tổ sư và Đức Thầy Vĩ Kiên. Con tên Trịnh Cẩm Tú, con xin được điều khiển chương trình vấn đáp tu học sáng nay. Dạ, trước khi con muốn đi bắt đầu thì con xin kể một câu chuyện bên lề một chút xíu. Là khoảng mấy năm trước khi thầy còn sống đó, thì khi mà thầy ghé Hawaii thì một chuyến đi của thầy từ bên Úc, thì con có chở thầy về khách sạn. Thì thầy ngồi xuống thì thầy cứ nhịp nhịp cái giò, rồi xong rồi thầy nhìn con. Là con hiểu là chắc là thầy kêu con mở dài cho thầy. Thì con nói ô chuyện này dễ, dài thì ai mở không được. Thì con mới tới. Giờ đầu tiên là con mấy đôi dài không có sợi dây nào hết, nên con cứ lay quay hoài. Con không biết vậy là chắc là mình phải kéo từ cái gót chân thầy ra thì cái dài nó sẽ đi ra. Con cũng lay hoài, con kéo tới kéo lui, nhưng mà cái cẳng, cái chân của thầy thì nó cứng lắm, mà con kéo hoài. Cái con dòm lên thầy. Cái mình cũng nói kỳ quá, giống như là mình cái này chuyện là dễ mà mình còn làm không được nữa thì sao mà làm ăn gì được. Thì cái con mới dòm lên thầy cầu cứu, thầy cũng ngồi đó, thầy cũng không nói gì hết. Cái con lại tiếp tục kiếm cái chỗ nào để mà mở, thì thật sự ra là không có, mà cái da nó rất là chắc vô cái chân thầy. Thì cuối cùng con nói thôi chắc phải nhờ một cái người đi chung với thầy chỉ con. Thì cái người đó tới và chỉ con là cái giày của thầy có một cái miếng giống như là velcro á, chỉ cần mở ra giày thì cái chân thầy nó sẽ đi ra. Sau khi đó thì thầy mới dòm con, thầy tủm tỉm cười, thầy nói cái chuyện gì con cũng phải học từ cái chuyện dễ, nhìn thấy dễ mà nó không có dễ. Và cái câu đó là con hay nhớ đến thầy, thì con cứ nghĩ là mình học ngày nào mình cũng phải học, mình học từng giờ, từng phút, từng giây. Thì ngày hôm nay con cũng được đứng lên đây để mà con được điều khiển cái chương trình về học với hành. Thì đó là một câu chuyện mà con nghĩ là chắc là trong chúng ta ai cũng có một cái kỷ niệm với thầy, mà mình đã học bài như thế nào đối với bản thân mình. Thì hôm nay con xin được phép khai triển thêm về cái điều đó. Thì trước tiên con xin mời bốn bạn đạo lên đây. Thì để con nói sơ qua là em quên cái túi. Con định mời lên đây là nếu mà ai xung phong lên á, thì con xin cảm ơn là tự vì ngồi lên đây, mà nếu mà không trả lời được mình được quyền ưu tiên trả lời. Mà nếu mà dạ em xin lỗi anh, em ngồi bên đó. Dạ ai muốn lên dạ cảm ơn anh Vũ. Dạ bên phụ nữ có ai muốn giúp em không? Còn ai muốn lên đăng ký nữa không? Dạ còn ngồi người cuối cùng có ai luôn không? Con khỏi cần lấy cái túi này. Giống như là có cái điềm là tự vì con quên cái túi, có nghĩa là con nghĩ là bạn đạo sẽ đóng góp rất là hăng say. Thưa Cẩm Tú, cho mình mời anh Trần Quang Lực lên đây. Trần Quang Lực, ok. Rồi anh có thể mời. Anh có quyền mời tại vì anh được ngồi trên đây. Anh Lực ơi. Ok. Dạ bác có quyền mời. Có bạn tên nói kể đúng rồi, anh ta muốn đăng. Cảm ơn em. Dạ con xin mời mấy bạn đạo giới thiệu về mình. Con xin mời bác trước. Bác giới thiệu tên đó bác. Dạ tôi xin tự giới thiệu, tôi tên Nguyễn Hoàng Mai, mình bạn đạo về Việt Nam. Dạ chào, tên là Lê Nguyễn Hải Quang, từ Úc qua, đã qua được một tuần rồi. Giờ chỉ tuần này, một tuần còn lại rồi bay về Việt Nam. Còn qua đây chơi, bên mẹ. Dạ xin kính thưa Đức Tổ sư, xin kính thưa Đức Thầy, xin kính thưa quý bà đạo. Con tên là Đào Nguyên Phong Vũ. Đây là lần thứ ba mà con... volunteer đó, xung phong lên trên sân khấu này. Nhưng mà tại vì ở trên đây đó, quý bạn đạo biết không, có nhiều thanh điển lắm. Cho nên mà nếu mà quý bạn đạo mà đến dự đại hội mà muốn hưởng thanh điển đó, thì tôi cũng khuyên quý bạn đạo nên xung phong lên trên đây để cho giúp ban tổ chức làm việc dễ dàng hơn. Cảm ơn anh đã quảng cáo giùm em. Dạ. Trên sân khấu này năm vừa rồi đó,
Sở dĩ là mình lên ngồi trên đây là mình muốn báo cáo cho quý bạn nào biết là năm vừa rồi trên sân khấu này thì tôi có phát tâm mở thiền đường không còn lưu luyến tại thủ phủ Sacramento, California. Thì cái tin vui là thiền đường đã được khánh thành vào ngày 4 tháng 4 năm nay, có sự tham dự của hơn trên dưới 50 bạn đạo. Thì sẵn đây thì tôi muốn nói rằng là tôi vào thiền hành vô vi trên dưới 5 năm. Mọi người mà hướng dẫn tôi đó là bố tôi, là ông Đào Ngọc Vân. Tôi xin cảm ơn bố tôi. Dạ, con xin cảm ơn bố. Và thiền đường không còn lưu luyến thì có hiện nơi này thì có 5 bạn đạo thường trực, đó là bố tôi, dì Vân và hai bác Lành. Xin chào hai bác và xin chào dì Vân. Dạ, thì chỉ có như vậy thôi. Thì tôi cũng khuyên bạn đạo là nếu mà có cơ hội hay là mình cảm thấy mà mình muốn hưởng thanh điển thì nên lên trên đây ngồi để hưởng thanh điển với trên sân khấu này. Xin cảm ơn. Kính chào quý bác, quý anh chị. Con tên là Trần Quang Lực và con cũng ở gần anh Vũ, cũng ở vùng Sacramento, thuộc tiểu bang California. Và hôm nay con rất vui mừng, xin kính chào quý bác, quý anh chị trong buổi đại hội hôm nay tu và hành. Kính chào quý bác, quý anh chị. Dạ, chúc mừng cho anh Vũ, có nghĩa là bây giờ trên cái liên lạc của Vô Vi mình được thêm một cái thiền đường ở Sacramento. Rất cảm ơn sự thành tâm của anh. Dạ thì bây giờ con xin bắt đầu được xin phép. Dạ cũng xin giới thiệu với quý bác quý anh chị là con cũng mở cái thiền đường. So với anh Vũ thì thiền đường rất là nho nhỏ. Thì anh Vũ có một mảnh đất rất lớn, tới 2-3 mẫu đất. Còn con thì chỉ có một cái nhà nhỏ nhỏ. Thì thiền đường của con tên là Tu và Hành. Nếu mà quý bác quý anh chị mà có đi tới vùng Sacramento thì xin mời quý bác chị ghé thăm thiền đường Tu và Hành và thiền đường không còn lưu luyến. Chúng con rất là sẵn hoan nghênh đón tiếp quý bác bên chị từ thế giới tới. Dạ, đó là lý do mà tại sao tôi mời anh Lực lên đây là để muốn quảng cáo đó, là advertise với quảng đạo là ở Sacramento là có hai cái thiền đường mới, là một cái là không còn lưu luyến và cái của anh Lực là Tu và Hành. Cảm ơn quý bác bên chị. Anh còn nói gì nữa không? Bắt đầu ạ. Bây giờ thì bắt đầu đi. Ok. Vậy con thấy cái đó cũng là hay, là tự vì cái chủ đề của mình năm nay là học và hành, thì mình có thêm cơ sở để mà mình tới, mình lui tới, để mà mình học hỏi thêm với nhau. Thì con thấy cái đó rất là hay. Anh cũng đã quảng bá được cái phương pháp, xin lỗi, pháp lý vô vi của thầy, thì em rất là cảm ơn. Dạ vậy thì bây giờ em hỏi tất cả mọi người ở đây và toàn thể quý bạn đạo là vậy bí quyết nào thiền thành công? Con xin đặt lại câu hỏi là bí quyết nào thiền thành công? Thì ai muốn trả lời? Dạ, em xin phép trả lời. Thì câu hỏi này cũng hơi chung một chút xíu. Bí quyết nào thành công thì mình có thể chia ra làm hai cách. Một là bí quyết thành công về đời, hai là bí quyết thành công về đạo. Thì theo con nghĩ thì bí quyết nào mà mình muốn thành công hai đường thì mình phải siêng năng, cần cù
dấn thân vào cái sự việc mình làm. Nếu là học thì mình cũng phải cố gắng hết tâm mà học, thì dù sao nữa mình cũng làm cho mình chứ không làm cho ai hết. Thì việc đạo cũng vậy, nếu mà thầy đã trao cho mình cái pháp thì mọi việc đều rất rõ ràng trong những cuốn sách hay là cuốn video, thì mình theo đó mình rất học, thì học cho rất kỹ, rồi mình hành coi mình có hiệu quả có cho mình không, về sức khỏe hay là về tâm linh. Thì em nghĩ thì lúc nào mình phải dấn thân, thì trước sau nữa mình cũng là trở về với chính mình. Dạ em xin hết. Dạ tôi muốn tiếp lời với anh Lực là tôi cũng cảm thấy rằng là để thành công thì mình cần có hai yếu tố. Thứ nhất là mình phải siêng năng. Thì siêng năng là mình phải thiền hành đều đều. Ví dụ mà không có thời giờ thì phải ít ra một lần một ngày vào đêm khuya đó. Thì cái thứ nhì đó thì là mình phải làm cho đúng phương pháp. Và phương pháp thì chúng ta có thể chúng ta xem băng hoặc là đọc trong những cái tài liệu vô vi. Thì nếu mà tất cả chúng ta ở đây người nào mà cũng siêng năng và hành thiền đúng phương pháp thì tôi chắc rằng là tất cả chúng ta ở đây người nào cũng thành công được. Cảm ơn. Bí quyết câu nói bí quyết thành công là phải xâm nhập vào môi trường mới. Bởi vì cháu làm kỹ sư ở Úc 2 năm rồi mà đã được di chuyển 7 lần rồi, mỗi lần vào môi trường mới cháu luôn rất là ngu. Nhưng sau khoảng 4 năm tháng cháu học hỏi được nhiều cái mới. Cái thứ tư cháu nhận ra là cái gì mình cũng rất là khó mà muốn biết là mình phải học. À xin lỗi cho chị giới thiệu lại, chị nói lại cái câu là thiền thành công đó em. Thì em nói là phải đi vô môi trường mới thì mình mới thiền được hả? Chị chưa hiểu lắm. Dạ cháu chưa thiền. À ok, vậy thì em nghĩ cái câu đó như thế nào? Nghĩa là em phải dấn thân vô môi trường mới và mình học hỏi thêm thì mình sẽ thành công trên đường đời. Ok, cảm ơn em. Dạ thưa bác Mai có cái gì? Mình muốn ngày cho thành công thì mình phải ráng siêng năng, mình hành pháp và mình ráng thực hành cho đúng những ba cái pháp thầy đã dạy mình. Và mình phải cố gắng mình tự tu tự tiến thì mình mới thành công. Dạ con cảm ơn bác. Vậy là cũng giống ý anh Vũ là bác phải siêng năng hành pháp nhưng mà phải hành cho đúng. Vậy còn ý kiến của bạn đạo ở dưới hội trường thì sao ạ? Dạ có ai muốn đóng góp không? Dạ cái này mình học mà mấy bác, mình có tới 437 người nhưng mà chỉ có 4 ý kiến thì con nghĩ cũng chưa đủ, nên con rất cần sự giúp đỡ của quý bạn đạo với hội trường đó. Ok, nếu vậy thì xin mời ban kỹ thuật hãy mở câu số 2. Dạ xin mời quý bạn đạo hướng về bí quyết nào để thiền cho thành công. Thành công được bởi vì dạ thưa thầy, thành công trên đường tu. Thành công đi đường tu chỉ có hai chữ: dứt khoát. Dứt khoát vì lúc sơ sanh chúng ta an nhiên, thanh tịnh, tự tại, dễ thương. Mà ngày hôm nay kể ghét người xưa là chính chúng ta xác nhận ta bị động, bị trơ trở. Chúng ta phải cố gắng giải ra, ít nhất phải trở lại cái tánh tịnh căn bản lúc sơ sanh. Nhưng họ chúng ta mới tiến biết trần Phật và tiến qua, lúc đó chúng ta sẽ được. Dạ thì đó là lời giảng của thầy. Thì thầy có nói là chỉ có hai chữ thôi, đó là dứt khoát. Vậy thì mình sẽ dứt khoát, làm cách nào để mình dứt khoát được cái trần tâm? Thì xin hỏi mấy bạn đạo bên trên đây có cần đóng góp ý kiến gì thêm không? Thì ý kiến đó em, anh Vũ cần bổ sung. Ok, thì mình cũng xin tiếp lời với anh Lực. Dứt khoát thì bây giờ mình xin giải thích bằng tiếng Anh một chút xíu nha. Dứt khoát thì ở đây nó có nghĩa là focus. Focus là làm thế nào, là khi mà mình làm việc trong cuộc sống của mình là mình phải chăm chú vào những cái chuyện gì mình muốn làm. Nếu mà mình tu thiền thì theo Vũ mới nói hồi nãy đó, thì là có hai yếu tố là mình phải chăm chỉ, là mình phải hành thiền hàng ngày. Một bên kia là mình phải hành thiền cho nó đúng phương pháp.
Mà dứt khoát đây thì theo mình nghĩ là mình phải focus là cái nào là mình phải chăm chú vào cái công chuyện của mình làm. Mà mình làm như vậy thì mình hành thiền đều đều, mình chăm chú vào cái sự hành thiền của mình. Và mình phải làm sao mình khi mà mình thiền là mình phải học hỏi thêm, mình phải focus những cái chuyện mà mình phải làm, như là những cái pháp mà, phương pháp phụ mà mình phải làm, như là pháp luân thường chuyển, pháp soi hồn đó, rồi mình phải hành thiền, thì mình phải focus vào những cái chuyện như vậy, thì mình phải dứt khoát mà mình làm thì là mình sẽ đạt được tới những cái mục tiêu mà mình muốn đạt được. Yeah, cảm ơn. Em có cần đóng góp, bác Mai có cần đóng góp gì không bác? It's okay, go ahead. Cháu rất là focus, cháu rất là tập trung. Thành mà nếu đã biết thành công trong cuộc đời vì sao phải tập thiền? Cũng hay, cảm ơn em. Đúng như là em đã đến đây thì là em đang muốn tìm hiểu về cái đạo này đúng không? Dạ bác Mai có ý kiến gì không bác? Dạ thì thầy có nói là bây giờ hồi nhỏ thì mình đã thấy em bé 7 tháng là vô ai cũng thương yêu rồi nịnh nó. Nhưng mà khi mà mình lớn lên thì là bắt đầu mình đã có những cái sự thương, sự ghét, kẻ ghét người thương, thì làm cách nào để mà mình trở lại được cái tánh mà an nhiên tự tại, giống như còn hồi còn em bé là hồn nhiên. Thì mấy bạn đạo, con xin mời mấy bạn đạo ở dưới hội trường đóng góp giùm để cho không khí nó sôi động hơn một chút xíu. Họ chắc đưa micro đại nha. Tôi Trịnh Quốc Cường, bạn đảo Hawaii. Để cho không khí của cái cuộc họp mình ngày đầu tiên nó sôi nổi, nó hoạt động, thì câu đầu tôi cũng tính nói mà cũng không ai nói, giờ nó hơi nó chìm vô trong cái im lặng. Thì câu thứ hai xin trả lời dứt khoát. Theo ông thầy, ông nói cái trần tâm của mình nó đủ thứ chuyện hết trơn trọi á. Giờ đó khi phạm cái tội này, rồi mình có tu thì mình biết cái này là mình phạm tội. Rồi là tái phạm, phạm tội rồi tái phạm. Thì ông thầy không chịu như vậy. Thầy ông thầy mình muốn mình dứt khoát. Tức là một khi đã phạm tội rồi, dứt khoát, không có trở lại cái tội nữa. Thì cái trần tâm mình nó đủ thứ chuyện hết. Thì do đó ý kiến của tôi dứt khoát là ông thầy nói, phạm tội rồi, đừng phạm tội nữa, đừng tái phạm. Tôi xin hết. Dạ, còn ai đóng góp gì nữa không ạ? Hello, tôi xin đóng góp. Hồi nãy em nói muốn giải được trần tâm là phải làm sao? Yeah. Thì mình phải trì tâm niệm Phật. Khi mình niệm Phật, khi mình giải được cái nghiệp tâm này, thì nghiệp đời nó không đến với mình nữa. Thành thật, cảm ơn quý mà đọc. Nghĩa là cứ trì tâm niệm Phật hả anh? Giờ nào rảnh là cứ niệm Phật. Dạ, cảm ơn anh thầy. Dạ, xin lỗi, còn ai nữa không? Con nhớ là... Ồ, cảm ơn cô. Cẩm Tú, con đọc lại những cái bài từ đầu. Đọc lại cái câu của dạ. Thầy trả lời hả dạ, con? Dạ. Dạ, thầy nói là thành công trên đường tu chỉ có hai chữ dứt khoát. Dứt khoát vì lúc sơ sinh chúng ta an nhiên, thanh tịnh, tự tại, dễ thương. Ngày hôm nay kẻ ghét người thương, chính chúng ta xác nhận chúng ta bị động, bị trượt, ta phải cố gắng giải ra, ít nhất phải trở lại tánh tình căn bản lúc sơ sanh. Nhiên hậu chúng ta mới biết trời Phật mà tiến hóa, lúc đó chúng ta sẽ thành công. Thì tu thì có hai phần dứt khoát. Khi dứt khoát rồi thì buông xong rồi thì vắng lặng, thông thả và sẽ trở về không, trở lại sơ sinh lúc baby. Thì lúc đó tâm hồn rất là an lạc và hòa cảm và thương yêu tất cả và biết được lực trời đất đã sanh ra cho mình học hỏi và tiến hóa, và đường đi trước tổ và thầy đã đạt được và nêu lại chúng ta theo con đường đó mà để tiến bước theo thầy. Nay thầy đã đi rồi
thì Thầy đã để lại những lời giảng dạy và những cái pháp quý báu như thế này. Thì anh em chúng ta đã đồng biết hết. Và chỉ cần chỉ dứt phát và buông xuống, và tất cả những gì cũng phải là không. Khi có đó rồi không, tất cả đều trở về lại nguyên thủy. Thì theo sự hiểu biết của tôi đã hành trình trên cái pháp hành thiền. Tôi đã nhận được, tôi đã cảm được và tôi đã hành được là phải dứt khoát, buông xuống, trở về không. Vì đến rồi nó cũng sẽ về không. Nhưng mà nói thì dễ, nhưng mà làm đạt được thì rất là ít, rất là khó. Tại vì sao? Vì không có một vị tiên, vị Phật nào. Mình tu đây mình muốn về tiên, về Phật mà còn chậm chạp và có thể giải đãi. Nhưng mà không sao, mặc dầu nó có giải đãi hay là những trở ngại về trên con đường học, nhưng mà chúng ta không có bỏ cuộc. Vì vậy rất là quý, tôi không biết nói gì hơn, cầu chúc bạn đạo và thân tâm được an lạc, sức khỏe dồi dào để tiến lên con đường tu học cho nó hoàn mỹ. Thành thật biết ơn. Cảm ơn. Dạ con cảm ơn dì Hoa. Cái ý kiến của dì đưa ra cũng rất là hay. Là tự dì, dạ là chị Mai. Ok, thank you chị. Nhưng hỏi con đúc kết sao cơ? Chị cũng xin chào. Con xin chào Đức Tổ Sư, xin chào Đức Tổ. À, con tên là Lâm Quỳnh Mai. Con xin trả lời cái câu hỏi của Cẩm Tú. À, cái câu hỏi là dứt khoát đó, thì năm nay đó là từ cái ngày mà mùng 1 Tết đó, thì giống như mình được bóc một cái lá sâm từ nơi thầy đó, thì thầy có cho bóc lên cái thì mình đọc xong cái mình ngồi mình cười. Thì bạn đạo ngồi kế mình nói chắc là chị Mai bóc được cái sâm tốt quá, thầy cho 4 câu tốt quá cho nên ngồi cười. Cái mình nói dạ tốt dữ lắm, nhưng mà không có đọc cho bạn đạo nghe. Nhưng mà thật sự cái câu đó là, cái bài đó là dứt khoát. Thì thầy cho 4 câu là: tình thương giả tạm chẳng tồn lâu, dứt khoát tâm tu chẳng có sầu, ai ghét ai thương bài học tạm, do tâm thanh trượt tạo cơ cầu. Mình đọc cái bài thơ đó đó mình xúc động quá, mà mình cười là tại gì? Cái đời sống tâm linh của mình lúc nào cũng có thầy kế bên hết. Mình đang buồn, đang nghĩ nhiều thứ lắm, cho nên mình thấy cái đường tu đó, nó cũng muốn tu thì phải dứt khoát, thì nói phải dứt khoát tâm tu chẳng có sầu, mà mình cứ rầu lo hoài. Cho nên khi mà mình đọc được 4 câu thơ của thầy thì mình ngồi mình cười, nói đúng là thầy đang dạy mình rồi. Cho nên từ đầu năm tới giờ thì cái chữ dứt khoát với 4 câu thơ đó là một cái kim chỉ nam để cho mình đi trong cuộc sống. Mọi chuyện đều phải dứt khoát từ cái tình cảm. Thí dụ như con cái mà thương yêu nhiều quá cũng phải thương bớt bớt lại, lo tu, lo niệm Phật cho nhiều để mà mình mới có đủ cái nghị lực để mà mình lo cho con, lo cho gia đình. Thì chị cũng xin đóng góp là nhờ học được 4 cái câu thơ của thầy đó, cho nên chữ dứt khoát tâm tu chẳng có sầu, nếu còn sầu hoài là tu không được. Dạ xin hết. Dạ cảm ơn chị. Em thích cái câu thầy nói là ai ghét ai thương sao chị? Dạ, ai ghét ai thương bài học tạm, do tâm thanh trượt tạo cơ cầu. Oh, ok. Vậy là có nghĩa là mình, nếu mà mình kết hợp với cái này thì hồi lúc sơ sinh thì là ai cũng thương mình, mà khi mình lớn thì cái đó là chuyện giả tạm. Thì mình làm cái chuyện gì mình cho là trúng thì mình không có sợ người ta buồn hay là người ta ghét hay người ta thương. Chuyện của mình thì mình làm, mình chỉ có cái hai chữ là dứt khoát, mà mình phải cố gắng mà buông bỏ hết. Và em cũng thích cái câu là chị nói thương con nhiều nhiều thì mình thương ít ít lại. Đúng rồi, là tự gì? Cái này là tạm, mà mình đâu có muốn ở đây hoài, thì tại sao mình còn phải lưu luyến ở trong cái cõi trần tạm này nữa. Dạ còn ai có ý kiến nào hay nữa không? Dạ, dạ Phước còn xin phép góp ý kiến trong cái câu là câu thứ hai là dứt khoát. Thì dứt khoát ở đây thì theo tôi nghĩ là mình bỏ, buông bỏ những tánh hư tật xấu của mình, ví dụ như thất tình, tham sân si, nội ở dục gì đó. Thứ hai là những gì cần thiết thì chúng ta thực hiện, rồi những gì không cần thiết cho cái vấn đề đạo pháp của chúng ta, công phu của chúng ta
hành thiện của chúng ta không cần thiết chúng ta buông bỏ. Đó là cái sự dứt khoát. Xin thân thật cảm ơn. Dạ cảm ơn. Cảm ơn chú Chính. Dạ còn ai đóng góp nữa không ạ? Dạ em xin đóng góp chút xíu nữa. Có phần chị nói là khi mà mình khi Đức Thầy trả lời là khi soi sinh thì mình hồn nhiên và tự nhiên. Dạ. Là khi lớn lên thì kẻ ghét người thương. Kẻ ghét người thương thì cũng như thì mình phải biết cái tánh của mình đó lúc. Đừng có đi cái hướng đó. Thì mình coi như là người ta thương mình thì mình cứ đáp theo cái kiểu mà tình đạo giữa bạn đạo và bạn đạo. Dạ, cảm ơn anh Lực. Dạ. Dạ, bạn đạo thích câu trả lời của anh Lực. Dạ, còn ở dưới hội trường có ai muốn đóng góp gì không? Ok, nếu vậy thì xin cảm ơn sự đóng góp của các bạn đã lên đây. Sau đây con xin mời các bạn đạo nào có muốn lên đây để mà đóng góp cho chương trình thêm ăn sau không? Nếu không thì con dùng cái dạ có con mời con. Dạ con mời Phạm Rose ID US 0443. Con nghĩ thấy con bóc nữ nhiều hơn nam tại vì nữ chiếm đa số trong đây. Dạ Nguyễn Hồ Minh ID US 098. Dạ Bùi Thanh Tâm ID BE002. Con xin bạn đạo giới thiệu tên và nơi mình tới. Tỉnh lễ Đức Thầy, tỉnh lễ Đức Tổ Sư. Con xin kính chào toàn thể bạn đạo khắp Nam Châu. Tôi tên là Lê Thị Phương Dung, đến từ Việt Nam. Thì vừa qua, thì qua hai bạn Vũ và bạn Lực đã giới thiệu cái thiền đường mới tại nước ngoài. Thì hôm nay Phương Dung tại Việt Nam cũng xin giới thiệu với các bạn đạo cái thiền đường tại Việt Nam là thiền đường Duyên Lành tại Củ Chi, cũng được hình thành từ năm 2006 với sự đóng góp của tất cả các bạn đạo trong nước cũng như ngoài nước, đã hình thành một cái thiền đường khang trang, rộng rãi, đẹp đẽ trên khuôn viên gần 2.000 m². Thì xin giới thiệu bạn đạo nếu có dịp về Việt Nam đến thăm để thiền đường. Ở đây có một phòng thiền chứa được 150 bạn đạo. Và hàng năm thì được tổ chức vào những ngày liễu đạo của Đức Thầy, liễu đạo của Tổ Sư và ngày bạn đạo sum họp để chung họp cuối năm. Thì hàng lúc sinh hoạt thì khoảng 150 bạn đạo. Và có phòng nơi ăn uống cũng như là chỗ để xe, phòng thiền. Xin mời quý bạn đạo nếu có dịp về Việt Nam thì xin đến thiền đường Duyên Lành. Thì rất hân hạnh đón tiếp toàn thể quý bạn đạo thế giới. Dạ cảm ơn anh cô Dung. Anh Vũ này mở hàng ai cũng lên đây quảng cáo gì thiền đường hết. Dạ con mời cô kế tiếp. Dạ thưa con chào Đức Thầy. Dạ thưa chào bạn đạo ạ. Con tên là Cúc Phạm và từ ở Milwaukee, Wisconsin đến đây. Kính thưa Đức Tổ Sư, kính thưa Thầy. Con tên là Minh Hồ Nguyễn ở thiền đường Texas. Tôi tên là Bùi Thanh Tâm, ở bạn đạo ở Bỉ. Dạ bây giờ là cái câu kế tiếp. Thế nào là chủ kiến? Thế nào là chủ kiến? Dạ mình biết gì mình nói đó không sao đâu. À, tôi xin trả lời. Dạ. Thì theo tôi nghĩ chủ kiến tức là mình làm cái việc là theo cái suy nghĩ từ trong bản thân của mình mà mình không có quan tâm đến bên ngoài. Tức là cái việc làm mình đó đúng hay không đúng là mình không có để ý đến cái sự đóng góp bên ngoài. Và khi đó thì mình làm việc dễ bị sai trái khi mà mình
thực hiện cái việc gì đó, mình cũng cần phải có những sự đóng góp của bạn đạo cũng như người xung quanh. Dạ, cảm ơn cô Dung. Có nghĩa là ý của cô là mình hơi độc đoán một chút xíu, mình không muốn lắng nghe ý kiến người khác. Mời bác Tâm. À thôi rồi, giờ mời chú Minh. Dạ. Thấy hồi nãy cô điều khiển chương trình có trả lời rồi đó. Dạ, con trả lời gì đâu, con chỉ hỏi thôi, con chưa trả lời. Con mời bác trả lời. Cô chắc cũng nhắm mắt để nghe hưởng điện thôi. Vậy chắc chị Rose. Em đến đây để học ạ. Vậy thì con xin mời tất cả bạn đạo ở dưới hội trường chúng ta cùng học câu này. Thế nào là chủ kiến? Thì theo ý của cô Dung nói là mình chỉ nghe ý kiến mình thôi, mình không có lắng nghe bất cứ cái lời nói nào của những người xung quanh. Dạ, con muốn nghe thêm vài ý kiến của bạn đạo trước khi con mở băng của thầy. Thế nào là chủ kiến? Phải không? Dạ. Thì mình chủ kiến thì theo chú đó, mình phải sáng suốt, minh sáng suốt để nhận định cái sự, cái gì mình quyết định mình làm. Dạ. Với hai là có cái câu dứt khoát, thì mình làm đúng theo ý chí và đúng cho mọi người, đúng với cái ý mình, không có quyền lợi cá nhân mà mình giúp đỡ mọi người. Mà rủi ý mình người, mọi người nói sai thì sao bác? Hên sai là chuyện của người ta, chuyện của mình là của mình. Dạ. Chứ mà con nghe là con xê lịch, con không có quyết định làm cái chuyện gì thành công được. Mình trách nhiệm là mình quyết định. Mình làm sai mình chịu trách nhiệm về đúng mình. Đúng là mình. Dạ, nếu mình sợ là không đó, bao giờ con là được thành công cái gì hết. Dạ con cảm ơn bác, giờ bác rất là dũng. Dạ, ok, anh Lộc, mời anh Lộc. Hello, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Quỳnh Tấn Lộc ở Nam Cali. Xin kính chào Đức Tổ Sư, kính chào Đức Thầy, kính chào tất cả bạn đạo hội trường. Để xin giúp trả lời câu hỏi này, thì riêng cá nhân của mình thì mình cũng nghe cái băng của thầy. Thì thường thường mình tu á, bạn đạo mình tu á, ai cũng dấp phải cái chủ kiến. Thì cái chủ kiến là gì? Giống như chị Dung nói, chủ kiến á, tương nhiên là cái ý của mình làm. Mình cái chủ, cái ý của mình làm chủ kiến, tất nhiên là cái ý mình không có đúng, không có đúng. Tôi đồng ý với chị Dung cái điểm đó. Khi mà mình tu tới mức độ mà cao hơn chút xíu đó, mình không có chủ kiến, mình bỏ cái chủ kiến đi. Xin đóng góp là như vậy, xin hết, kính chào bạn đạo. Dạ cảm ơn anh, có nghĩa là anh vừa mới nhắc lại cái câu của thầy là mình sai chẳng có ai sai, phải không? Ok, dạ con xin mời thêm những sự đóng góp trong hội trường. Dạ con Dương Minh Thủy xin kính chào Đức Thầy, kính chào Đức Tổ Sư và kính chào quý bạn đạo. Xin đóng góp cái câu thế nào là chủ kiến. Chủ kiến theo con nghĩ là cái người chắc là thường thường Mỹ nó gọi là bossy á, là mình hay làm chủ, mình hay giống như là mình nhiều khi mình không có lắng nghe, giống như chị Dung nói đó, mình không có lắng nghe cái người bạn của mình, hay là để mà mình phân cho nó rõ ràng để mình làm. Nhiều khi mình, cái người bạn mình họ thật ra họ rất là vì thương mình cho nên họ chiều mình thôi. Chứ thí dụ như bà xã mình không muốn ăn cái đó mà bà cứ kêu mình ăn, thì cái đó cũng là một cái chủ kiến. Dạ xin hết ạ. Em thích cái câu ví dụ của anh Thủy. Dạ. Tôi kính chào Đức Thầy, kính chào tất cả các bạn. Tôi là Hiệp ở Sóc Trăng, Việt Nam. Tôi xin đóng góp câu thế nào là chủ kiến. Theo tôi thì cái chủ kiến là một cái ý kiến của chính mình, mà mình đã nghĩ được cái sự việc gì đó thì mình coi như là dứt khoát trong cái sự việc đó.
mình làm cái đó cho nó đến nơi đến chốn. Thành ra cái chủ kiến nó cũng có ích lợi cho người tu của mình, nhưng mà ngoài ra nó cũng có cái hại cho mình. Do mình chủ kiến quá, thành ra nhiều khi mình có những việc sai mình không có thấy được. Mà nhiều khi ý kiến xung quanh nói mình cũng chẳng nghe. Thì đó là cũng nó đưa đến cái độc tôn của chính mình. Do đó cái chủ kiến này nó cũng có hại, là nó giúp cho mình được cái dũng chí, cái dứt khoát. Ngoài ra nó cũng có cái có lợi cho mình, và nó có hại cho mình là nó làm cho mình có cái độc tôn và không chịu hòa đồng với các nơi. Xin hết. Dạ, cảm ơn bác. Dạ, còn ai có muốn đóng góp không ạ? Mà thưa, tôi là Huỳnh Nguyễn ở Canada. Xin kính chào các bạn đạo. Và tôi xin góp ý kiến về cái chủ kiến. Dạ. Nó thưa chủ kiến cho tôi thì tôi thấy là người ta có hai cái tâm. Thứ nhất là cái tâm chân tâm, thứ hai là cái tâm vọng tâm. Mình làm theo con đường đạo chính là mình làm nào lợi người. Lợi mình và lợi người thì mình làm. Chứ mình không có vì cái tâm vọng là ích kỷ, chỉ có lợi mình mà không lợi người thì mình không làm. Mà mình làm mình có trách nhiệm với cả những câu nói và việc làm của mình. Mình phải nghĩ cho kỹ rồi mình mới sẽ theo cái chân tâm, theo cái luân lý, theo cái đạo lý. Chứ mình không theo cái vọng là mình thích thì mình làm. Có khi mình thích mà mình không làm là vì mình phải theo cái chân tâm của mình. Cái chân tâm thì bao giờ nó cũng đi vào con đường đạo, thì là chính niệm đó, phải sống ở trong chính niệm đó. Chứ không là vọng tâm, mà thích thì làm ích kỷ, hay là không chỉ có lợi mình mà không lợi người. Thế con người ta là lợi cho tất cả, lợi người nhiều hơn là lợi mình. Có khi mình hy sinh cái lợi của mình mà mình phục vụ cho người thì mình gọi là chính niệm. Thế con đường đạo, con đường chính niệm thì mình phải theo cái chính tâm, là cái chân tâm đó, mình sống với chân tâm chứ không sống với cái vọng niệm, cái thích, cái ích kỷ, hay là cái so đo, hay là cái gì mà gọi là không có lợi cho người mà chỉ có lợi cho mình không thôi. Điều đó là điều không có chính đáng, thì mình phải theo cái chân tâm. Dạ dạ, cảm ơn bác. Có nghĩa là bác vẫn lắng nghe ý kiến của mọi người. Nếu mà mọi người cho cái đó là trúng thì bác sẽ lắng nghe ý kiến mọi người, bác sẽ không có dùng ý kiến của mình. Dạ, xin hỏi còn có ai có muốn đóng góp không ạ? Dạ, bên phía Nam nè anh Minh. Kính thưa Đức Tổ Sư, kính thưa Đức Thầy và chư vị bề trên, kính chào quý bạn đạo. Con tên là Nguyễn Nhật Hồng Đức, ở Nam Cali, Mỹ Quốc. Con xin đóng góp cái câu chủ kiến là bởi vì con vừa mới chợt nhớ đến cái câu thầy dạy rất là vui, và nhưng theo con cũng thấm thía là thầy nói là chủ kiến là đóng cửa la làng. Thì theo con là chủ kiến là mình suy nghĩ và mình làm việc theo cái sự chủ quan của mình, cho nên nó sẽ có những cái phiến diện, nó thiếu sót, và tất nhiên nó sẽ không có đúng hoàn toàn. Và chính vì vậy mà mình có cái chủ kiến đó là bởi vì mình thiếu cái thức hòa đồng. Cho nên cái chủ kiến đó thì con nghĩ là mình, nếu mà mình chịu niệm Phật thì mình sẽ từ từ mở cái thức hòa đồng và mình sẽ không còn cái chủ kiến nữa. Xin cảm ơn. Xin lỗi, hỏi Đức là thầy nói Đức trong cái hoàn cảnh nào, tại sao đóng cửa la làng là sao, thì cũng chưa hiểu lắm. Nói về gia đình hay là nói làm sao? Trong một cái trường hợp nào mà thầy đã nói cái chữ đó với Đức? Dạ, theo em hiểu là thầy nói là đóng cửa la làng, có nghĩa là cái suy nghĩ của mình, và mình nghĩ là thí dụ như cái việc đó mình tự cho là đúng, mình trên một cái vấn đề hay một sự việc đó mình nghĩ là mình đúng, hoặc là một cái sự việc thì đúng, mình nghĩ là người khác sai, thì giống như là mình đóng cửa đó, mình la ở trong đó thôi, chỉ có mình nghe thôi, không có ai nghe hết. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Tao nghĩ chủ kiến là viewpoint. Ai cũng có viewpoint riêng của mình cả, mà ai cũng nghĩ ý kiến của mình là từ self-interest của mình ra. Và cháu có chủ kiến, người này cũng có chủ kiến, người kia cũng có chủ kiến. Nhưng mà muốn có chủ kiến mình nghe được là mình phải dùng power. Còn nếu mình không có power là mình phải lắng nghe người khác. Nếu mình tách riêng ra mình không nghe ai cả, có nghĩa là mình đứng riêng ra một mình. Bởi vậy muốn có chủ kiến riêng để được ngoài người nghe thì phải được cách dùng trí. Nếu sau khi dùng trí ra chủ có thể trở thành một người bình thường như xưa. Bởi vì lúc đó không sợ ai cả. Khi họ chọc mình chọc lại, khi ngài chọc mình tự nhiên như thường. Vậy theo ý của em nói là nếu mà chủ kiến mà nếu mà mình có power mình nói người ta nghe là mình có quyền được nói hả?
Bởi vì chủ kiến là ai cũng có cả, nhưng mà sẽ có một hierarchy của chủ kiến. Bởi là người, có người thấp, người cao hơn, giống như người cao nhất là chị. Ôi chào. Giả sử, chị có chủ kiến cao nhất của gì mà người nào nói mà gì không muốn nghe, thì gì tắt ra. Còn người nào nhỏ hơn, gì thấy, à, nghe gần giống ý kiến của gì thì gì cho đi lên tí. Bởi vậy, mấy người khác họ nghe thấy, họ sẽ làm theo. Cảm ơn em. Dạ bây giờ thì xin mời ban kỹ thuật hãy mở câu số 8. À còn nữa. Đáng lẽ là tôi nói là tôi làm vào đây để là đưa lên thế nào, đem cái kỳ này là phải đem có nói lên. Nó hơi ngoài vấn đề chút nhưng mà nó làm chúng trong cái trọng tâm mà của cái bài ngày hôm nay chúng ta học hành. Như mà nói như có nói mình phải có cái chủ đích. Vậy là rồi, nhưng mà không có dứt khoát. Vì vậy cứ hoài, cứ nghĩ cái sợ này sợ kia. Thôi bây giờ tôi phải cố gắng. Vì nói đáng lẽ cái bây giờ mà mình đã già rồi, hết sắp sửa là ấy rồi, mình ráng vớt vát chút. Chứ còn sự thật bây giờ là của thế hệ trẻ, vì họ là giỏi hơn mình, chắc chắn 100% vậy đó. Mấy thế hệ giỏi hơn mình, chính tôi thấy nói cái cổ cửa của cửa vậy là không được rồi. Tại nên tôi mới nói xin lại, tôi mới nói trước đây là mà xin quý vị có nói mà coi như là tôi là gì là đó hay quên đâu đó. Mà ngày hôm qua đúng là ngày hôm qua mà anh lúc mà tôi đang ngủ thì tiêu thì anh Quang anh lại đập. Rồi thức dậy tới giờ biết cái gì đi xuống với cái người ta đông quá mình nói xuống mình lên lại kia ăn uống là kia người ta xây gốc đồ hay chà tôi nói được thôi rồi tôi sẽ đi theo hay ai đi là mình đi theo đó để gặp mấy cái bạn mà quen rủ lại lo nói chuyện cái quay lại mất ở là mình không biết chạy đập tâm lung tung lại gặp quán khác lại cũng như vậy tôi mới nói cực quá làm đi gì mỏi chân mỏi cẳng. Mà cái tiệm nó lại mấy cái cục buông buông được tán tôi giật dở ẹt chút xíu đó thôi. Buổi chiều tối tôi làm như là tôi tự nói tôi hay là sao đó mà biết nó có một chút đó à. Mà người ta làm phải biết, người ta làm ta bỏ công bỏ sức có khối óc có đối tướng ta làm cho mình những cái lâu đài của đó để chi vậy, để cho mình học. Bây giờ có một chút như vậy đó mà mình phải học để tiến. Thầy nói ra cái đó, tôi chỉ nhấn đó là hành và tiến. Mà mình không để ý cái đó, cái tưởng người ta phục vụ cho mình để mình chơi rồi này. Cái đó đó là một cái tôi có sao mà nói trước. Còn cái câu trước nói sau là bữa nay có cũng là tôi, các bạn nói thế, tôi nói vậy đó. Giờ ẹt, chứ không có nói lấy lâu đâu. Mà này kia cái đồ đâu. Thế nói tôi mới nói bữa đó mà nó có cái câu chuyện mà nói liên quan mà về câu niệm Phật của thầy thì tôi nói không biết là ở trong giấc mơ là gì cái câu niệm Phật không tôi đọc cái công quyển mà niệm Phật và niệm Phật họ mới chụp hơi quên hơn nhất là gì đó và xoay hồn nhưng mà tới quay được cái niệm Phật mà thôi rồi không phải cho tôi nói cái chưa tới đúng cái ý mà tôi tính đưa ra đây thành ra cái niệm Phật làm sao mà lần nào lên thầy cũng dạy cho mình cái phải niệm Phật đi làm việc về thí dụ có rảnh lên 15 phút rồi tôi bên yên lặng rồi mình niệm Phật thì quay rất sống mà tại sao không làm được rồi thầy cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật ba lần thầy lại dạy thêm ba lần thầy tôi để ý mà thầy ý đó tôi nói bác, về bác, nhà bác về nhà có một cái chương trình về niệm Phật sao mình đóng góp cái đó vậy hả dạ. Vậy thôi bây giờ mình vấn đáp nha bác con hỏi bác trả lời tôi đang nói đừng hỏi tôi á câu hỏi rồi tôi biết đó rồi nhưng mà lúc mà muốn rút cái tên ông ra là nó không ra được.
quên cái biển dạ, đừng quên đó. Thầy nói dạ, thôi thôi, có người khi nào tới bãi. Dạ, dạ tôi xin đóng góp cái câu là dạ, bác giới thiệu tên đi bác. Dạ, tôi là Vĩnh Thụy Nguyễn, trụ sở xây dựng Nam Cali. Hôm nay xin đóng góp câu là chủ kiến là gì? Thì như các bạn đã trình bày, chủ kiến là phần ý kiến của chúng ta. Điều đó ai cũng biết. Nhưng mà chúng ta nên nhớ là trong đạo á, thầy thường khuyên chúng ta là dứt khoát với chủ kiến thì chúng ta mới tiến được đạo. Tại sao chúng ta phải dứt khoát cái chủ kiến? Vì cái ý kiến của chúng ta thu thập từ nhỏ tới lớn qua kinh nghiệm, sách vở, học hành. Nhưng những cái ý kiến đó là do những người khác mà chúng ta quy tập được, cũng không phải là của ta. Và tại sao chúng ta phải dứt khoát chủ kiến? Là khi có chủ kiến, tức là chúng ta còn cái ta. Khi đã còn cái ta thì những ý kiến đó thường không đúng. Do đó pháp ngữ tôi cũng có câu là cái tôi đáng ghét, cái tôi không thể trình bày trước được. Và khi quý bạn để ý thầy nói chuyện với chúng ta, thầy bao giờ cũng nói các bạn và tôi, chứ thầy không bao giờ nói tôi và các bạn. Tức là cái chủ kiến không còn nữa, cái ta không còn nữa. Thì cái ta không còn, lúc đó trong tâm tư chúng ta còn nghĩ tới người khác thôi. Những ích lợi ta làm, những việc ta nói đều lợi ích cho người khác, cho tha nhân. Giống như Phật gọi là dị tha chứ không phải dị kỷ. Tôi xin hết. Dạ, con cảm ơn ý kiến đóng góp của bác. Con rất thích cái câu mà bác đã nghe và chú ý từng lời nói của thầy là chúng các bạn và tôi. Dạ, rất là hay. Dạ, dạ, còn ai đóng góp ý kiến không? À, tôi xin có ý kiến. Tôi tên Đình Vân ở Calgary, Canada. Thì tôi xin đóng góp ý kiến là thế nào là chủ kiến? Thì theo tôi, đó, chủ kiến là ý kiến của riêng mình. Nhưng mà ý kiến của riêng mình thường thì nó kèm theo cái độc tài. Tại vì của mình mà, ý kiến của mình. Thành ra, hãy mà ai làm ngược lại là mình nổi quạo lên, thì cái độc tài đi theo. Thành ra, cái câu của anh Diễn nói đóng cửa la làng là trúng ngay cái tình trạng của tôi. Và tại vì cái chuyện trong gia đình, bà xã tôi, bà cho tôi ăn cái món đó mà mình không thích, giống như anh Diễn nói, không thích phải ăn cái món đó hoài. Thì mình học cái bài nhịn. Đó, mình nhịn riết là bị hành. Thì học với hành đi chúng nha. Học bài đó hoài rất bị hành luôn. Thành thứ ra khi mà hành nhiều quá mà nổi quạo lên, nổi sân lên, thì cái chủ kiến mình mới đi ra. Mình nói ok, bây giờ không có ăn món đó nữa, mà bà cho ăn hoài bắt đầu quạo nữa, mình đóng cửa không thèm nghe bà nói chuyện nữa, không cần nghe bà giải thích à món này lợi sao sao, hại sao sao, bà giải thích cho mình nghe, mình đóng cửa không thèm nghe bà nữa. Đợi mới mình nổi quạo lắm, bắt đầu mình la bà, rồi mình la làng. Đóng cửa là làng là cái chỗ đó. Thì đúng ngay cái tâm trạng của tôi luôn. Tại một món bà cho ăn mà cái món đó mình không muốn ăn, không thích ăn. Thì mình không nghe, mỗi lần không ăn là bà mở cái radio cho mình nghe hoài luôn. Thành thế ra bắt buộc phải ăn. Mà ăn là mình bị hành. Thành ra học về hành và chủ kiến. Nhưng mà chủ kiến của mình là không có tốt. Tại vì chủ kiến đi theo cái độc tài. Thành thế ra mình mà độc tài mình không nghe ai hết trơn á. Mà không nghe ai thì mình hại mình. Tại mình có hai con mắt à. Kiến mình thấy một chuyện mình mà nhiều người rất nhiều con mắt họ nhìn thấy nhiều thứ là như vậy. Thì xin hết. Không ngờ anh Thủy cũng có đồng minh nữa. Không biết mấy cô vợ có nói ý kiến gì không? Chắc lát nữa mình phải nghe vợ của anh Thủy mới được. À, tôi là Vũ, tôi xin đóng góp lại những cái lời mà quý vị đây mới nói. Thì là trước khi mình đóng góp thì mình có cái điều này mình muốn nói là trong triết lý học á, thì nó có cái đạo lý luân lý là tiếng Anh nó gọi là ethics á. Thì trong ethics á, thì nó có một cái luật là người ta gọi là luật vàng á, là golden rule á.
là nếu mà mình không muốn làm những chuyện gì mà người khác làm cho mình á, thì mình đừng làm chuyện đó cho người ta. Đó thì là chủ kiến ở đây á, thì là người nào cũng nói là đó là cái ý kiến của mình. Nhưng mà theo cái anh Lộc hồi nãy nói là nếu mà cái ý kiến của mình là mình muốn làm quá đó, thì là mình sẽ có cái độc tôn hoặc là độc tài trong đó. Mà khi mà mình làm đó thì để cho mình tránh khỏi cái độc tôn hoặc là độc tài trong đó thì là mình nên nghĩ vào người khác. Nếu mà chuyện mình làm đó mà mình muốn người khác làm lại cho mình đó thì mình nên làm. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà mình áp dụng cái phương pháp đó đó thì là mình bớt đi cái tính chất độc tôn hoặc độc tài. Thì là mình vẫn có cái ý chí mình muốn làm, mà mình làm lợi cho mình, lợi cho tất cả các bạn đạo và lợi cho xã hội. Thì tôi nghĩ là nếu mà mình áp dụng cái phương pháp đạo lý, luân lý đó, thì mình sẽ giúp cho mình không có cái tính tình độc tài hoặc là độc tôn trong đó. Xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh Vũ. Dạ, ban kỹ thuật đứng lên rồi, xin mời ban kỹ thuật cho cái phần câu trả lời của Đức Thầy. Dạ thôi, con xin đọc câu trả lời của Thầy, cái này con ghi từng chữ. Không được hả? Nhưng mà bây giờ kiếm không ra. Đọc nha bác cho đọc. Bây giờ tôi thấy người ta khổ, tôi muốn cứu người đó, tôi lập cái thế để giúp đỡ người đó, dẹp đám này, cứu đám kia, đó là chủ kiến. Còn mình dứt chủ kiến thì mình thấy mọi sự đều phát triển theo khả năng của chính nó, mọi nhận thức được trăm hoa đua nở, màu nào sắc nấy rõ ràng, không nên lấy cái màu này chèn ép màu kia. Khác không được, cái tự nhiên và hồn nhiên của trời đất sẵn có mới tiến hóa nhẹ nhàng được, nếu chúng ta chèn ép thì có giới hạn thôi. Thì hồi nãy giờ nghe mấy cái câu của mấy anh Thủy với chú Dân nói thì đúng là mình có hơi chèn ép thiệt, là tự gì cái người ta không muốn ăn cũng như cái màu hoa đó hay là một cái món đồ ăn đó mà mình cứ ép hoài thì cũng không có mấy gì, là không có theo cái sự hồn nhiên, nên người ta có thể sự sân giận ở trong. Dạ, thì ngoài ra bạn đạo còn có muốn đóng góp ý kiến nào nữa không? Tại vì theo với bản thân riêng của con á, thì là tại vì con cũng có gia đình đó, nên nhiều khi nhất là với con cái của mình đó, là mình bao giờ mình cũng dùng chủ kiến với nó, mình phải bắt nó làm theo ý của mình. Chẳng hạn như làm dẹp đồ là phải dẹp, cũng phải như là bên trái hoặc bên mặt, hoặc là mình rất là khó khăn với nó, mà cái đó là thực sự ra là mình đang chèn ép cái sự tiến hóa của nó. Cứ để cho nó tự khả năng của nó, mà nó muốn làm nó làm, nhưng mà mình cũng phải nói, chứ không phải là mình để nó muốn làm gì thì làm. Mình cũng có thể khuyên nhủ nó, nhưng mà mình không có được dùng cái chủ kiến của nó mà mình bắt nó phải làm theo ý mình. Thì cái đó là cái kinh nghiệm bản thân mà con rút ra được. Thì bây giờ có các bạn đạo nào có muốn đóng góp gì không? Nếu không thì con xin mời mấy bác được về chỗ và câu quà. Sau đây con còn được thời gian cho một cái câu hỏi kế tiếp. Thì con xin được rút thăm và Lê Thị Hia, ID GE01. Và Bùi Thủy, ID US255. Và Lô Khua, ID FR031. Xin mấy bác và Thủy giới thiệu tên mình và địa phương mình tới. Dạ, tôi tên là Lê Thị Hi ở Đức Quốc. Con kính chào Đức Tổ Sư và kính chào Đức Thầy, kính chào toàn thể quý vị bạn đạo. Tôi tên là La Tố Hoa ở Pháp Bích. Tôi tên là Lưu Nancy ở Houston.
Dạ, con tên là Bùi Thị Thu Thủy ở Missouri, Mỹ Quốc. Dạ, con xin kính chào các bạn đạo, kính chào các Đức Tổ Sư và Đức Thầy. Dạ, con xin được đặt câu hỏi kế tiếp. Thế nào là chiến sĩ của Thượng Đế? Dạ, thế nào là chiến sĩ của Thượng Đế? Dạ, chiến sĩ của Thượng Đế. Trả lời. Dạ. Nếu muốn làm chiến sĩ của Thượng Đế thì phải thật tâm, thật tình, lo tu và hành. Tất cả đều phải lo là công phu đều đặn, hoặc là mình làm cái gì mình phải dứt khoát mình làm. Chứ không nói nay làm, mai làm là không có được. Phải làm gì phải dứt khoát, lo tu. Mà tu thì phải hành, phải học phải hành, chứ phải tu không. Nói miệng tu mà không có hành thì không có thể nào làm được hết. Mình phải dứt khoát. Dạ, cảm ơn cô Hia. Dạ, gì có đóng góp gì không gì? Thôi Thủy nói đi Thủy. Dạ, muốn làm chiến sĩ của Thượng Đế thì theo ý của con thôi, chứ con cũng không biết là có đúng hay không. Cũng như cái câu hồi nãy chị Cẩm Tú nói là mình như Đức Thầy đã nói là mình phải có sự dứt khoát, chủ kiến. Con xin nói lý do đó là muốn làm một chiến sĩ của Thượng Đế, mình phải có cái tinh thần dứt khoát, học hỏi và thực hành cho đúng, không phải theo cái ý kiến của người khác, và mình không phải theo cái ý kiến của mình mà mình hành một cách không đúng. Mình phải tham khảo những người đã có kinh nghiệm hoặc là đã có những cái kiến thức học hỏi tốt thì mình theo những cái ý kiến đó. Và theo cái và một điều nữa để con kể lên cái câu chuyện mà ai cũng nói ai cũng hỏi, thì theo cái đó là một cái sự dứt khoát cái chủ kiến của chính mình, và mình thấy là mình làm không có đem cái sự hại đến mọi người hay là hại cho chính mình. Mình nghĩ đúng và mình cứ dứt khoát như vậy, đừng có theo cái ý kiến cái này xấu, cái nghĩa kia xấu. Nhưng mà mình nghĩ đó là một cái sự dũng chí của một người tu hành. Đó là để đạt được một cái chiến sĩ của Thượng Đế, lúc mà mình làm việc thì mình phải dứt khoát là như vậy. Ví dụ như ai cũng surprise, ngạc nhiên khi con cạo tóc, thì con xin nói cái câu chuyện cạo tóc của con ở đây với một cái sự dứt khoát của con. Thì thầy nói rất là đúng, một khi mình tu hành thì mình phải dứt khoát. Khúc mà mình ai trong cái hội trường này cũng có một cái ý nghĩ là mình phải tu, mình phải này kia cho tốt. Nhưng mà một khi cái ý nghĩ của mình đưa ra như vậy thì có khi mình nói có khi cái lục căn lục trần mình nó làm biến, hoặc nó nói này kia kia nọ. Nhưng mà mình đã dứt khoát rồi, mình đi con đường tu rồi, thì mình cố gắng đi theo con đường đó với một cái dũng chí của mình, và mình không có hại ai hết, mình giúp cho chính mình, và mình có thể ngồi thiền cho tốt cho bản thân mình, để làm một tấm gương tốt, là một cái chiến sĩ của Thượng Đế để cho giúp đỡ mọi người. Đó là cái sự hành của mình để cho mọi làm một giống như là một cái tấm gương tốt như vậy. Cái sự cạo tóc là như vậy. Cái tóc thì nó ai cũng thích hết, dĩ nhiên con cũng thích nữa, nhưng mà nhiều khi nó phiền lắm, lúc nào nó cũng phải chải rồi thấy nó rụng tóc tùm lum hết rất là phiền, cho nên không có thích là có tóc. Thì vô vi thì không có cấm phải cạo tóc hay là để tóc, nhưng mà cái mình nghĩ thấy nó phiền quá, và ông thầy cũng đã nói nó
nó dơ dám mà nó mình phải cạo cho nó sạch sẽ. Thì đúng là như vậy. Khúc mà con còn đi làm, bà sếp bà không có thích con cạo tóc, bà nói là người ta sẽ sợ nhìn thấy mình giống như người bệnh, cho nên bà không cho. Nhưng mà con vẫn nhất định dứt khoát là mình chờ cơ hội, mình cứ hỏi hoài. Nhưng cái cơ duyên nó đưa tới là trong hãng nó có chương trình để cạo tóc để giúp những đứa bé bị ung thư. Thì mình nghĩ với một cái ý kiến tốt, với một cái thiện lành như vậy là quá tốt. Và cho nên mình đăng ký vào thì bà không thể nói được, cho nên là đưa tới là cạo tóc một cách dễ dàng. Ai cạo tóc cũng rất sợ hoặc là không thích lắm, nhưng mà mình rất là vui vẻ, mình thấy thích quá. Thì cho tới khi mình thôi cũng phải nói cho má biết, tại vì cái thân tứ đại này má tạo ra thì cũng phải nói cho má biết. Thì nói cho má thì má la xong rồi thì cũng không có dám nói nhiều. Từ cái lời của má la mà làm ra cái bài cạo tóc thì đọc ai cũng thấy cũng rất thích. Thì mình làm với một cái chủ kiến của mình mà không hại ai hết, và tốt cho chính mình, cho bản thân chính mình, và giúp cho mọi người xung quanh. Thì đó là một cái dứt khoát, là một cái dũng chí của mình. Thì đó là một cái sự thực hành mà con đã kinh nghiệm và trải qua, thì con chia sẻ cho các cô chú bác ở đây là như vậy. Dạ, cảm ơn Thủy đã nhắc lại cái câu hỏi hồi nãy của mình. Xin bổ túc thêm. Dạ, dạ. Muốn làm chiến sĩ của Thượng Đế thì mình trước hết mình phải biết tha thứ và thương yêu. Mà muốn tha thứ và thương yêu thì mình làm sao? Mình phải niệm Phật mà lắng vào tù. Dạ, con cảm ơn cô Hia. Dạ, nghĩa là cô thêm ý cho nữa là ngoài ra muốn làm chiến sĩ của Thượng Đế thì phải niệm Phật và ráng là tu. Muốn làm chiến sĩ của Thượng Đế thì phải có bi chí dũng mới làm chiến sĩ của Thượng Đế được. Dạ, cảm ơn sự ngắn gọn của cô mà rất là đầy đủ ý. Dạ, còn cô Nancy. Dạ, theo ý kiến của tôi thì Dung với mấy bạn đã nói hết rồi. Tôi chẳng có ý kiến gì hết. Dạ, thế còn ở phía dưới hội trường có ai muốn đóng góp? Dạ, con có ý kiến, con có thêm ý kiến là đúng vậy, mình phải nếu là một chiến sĩ của Thượng Đế thì mình phải có sự tha thứ và thương yêu, mình phải thực hành bi chí dũng, giống như con đã nói là phải có dũng chí và cái lòng từ bi, mình giúp cho những đứa bé bị ung thư hoặc những người xung quanh mà đang đau khổ đó, mình thực hiện cái sự từ bi và cái chí là mình phải thực hành theo cái con đường hành đạo của mình học và mình học hỏi và mình hành, đó là để mình thực hiện cái để cho mình mở trí, để mình phát triển cái trí của mình. Đó là ba điểm mà trong cái làm một chiến sĩ của Thượng Đế. Dạ, cảm ơn Thủy. Dạ, con xin mời sự đóng góp của các bạn đạo dưới hội trường. Bên Nam năm nay hăng hái quá. Hello. Ít nhưng mà rất là hăng hái. Kính chào sư tổ, kính chào Đức Thầy, kính chào tất cả bạn đạo, kính chào Cam Tú. Xin phép được trả lời câu hỏi này. Câu hỏi là làm sao để làm được chiến sĩ của Thượng Đế? Thì chúng ta có, muốn làm chiến sĩ Thượng Đế chúng ta có phải có ba cái cách. Cái thứ nhất công phu, cái thứ nhì công quả, cái thứ ba công trình. Thì ai cũng biết công phu là nãy giờ ở trong bạn đạo này ai cũng là chiến sĩ của Thượng Đế hết. Dù ít dù nhiều ai cũng là chiến sĩ của Thượng Đế hết. Ai cũng công phu, tất nhiên là mình đã là chiến sĩ Thượng Đế, mình ngồi thiền để mình tạo cái luồng điển cho Thượng Đế làm việc. Đó là mình đã là chiến sĩ. Nói nhiều hơn chút xíu nữa là do ba cái công quả đó, thì ban chấp hành có công quả nhiều hơn. Rồi vừa tu vừa công quả, tất nhiên là cái chiến sĩ... đặc biệt hơn một xíu,
Còn cái công trình của mình là cái công trình của mình từ tu, từ cái tối cho đến cái sáng, từ cái thấp cho đến cái cao, đó là cái công trình của mình tu và đạt được kết quả tốt. Xin hết, xin cảm ơn. Nào. Cảm ơn anh Lộc. Thành Thái Huệ, muốn làm chiến sĩ của Thượng Đế phải biết mang khí giới tình thương và đạo đức. Dạ, vậy là bác thêm vô là khí giới tình thương và đạo đức. Cô Dung. Phu Dung xin trả lời câu hỏi là làm thế nào để trở thành chiến sĩ của Thượng Đế? Thì theo Dung nghĩ là muốn trở thành chiến sĩ Thượng Đế thì phải thực hiện tình thương và đạo đức, là mở thức qua đồng các giới. Qua đó thì mình phải tự thức tu hành để mình mở cái rộng tình thương đến tất cả mọi người cũng như là bản thân của mình. Dạ, yeah, mời cô Trình. Dạ, anh đưa xuống cái cô phía dưới. Cảm ơn cô Dung. Dạ, xin đảnh lễ Đức Tổ Sư và Đức Thầy. Dạ, muốn làm một chiến sĩ tình thương của Thượng Đế. Chiến sĩ Thượng Đế cô? Dạ, chiến sĩ tình thương của Thượng Đế là phải có bi trí dũng. Không có tình thương, mình muốn làm chiến sĩ của Thượng Đế chiến thôi. Chiến sĩ Thượng Đế là phải có bi trí dũng, và trong bi trí dũng là mình phải có phục vụ tối đa và hy sinh vô quá ngại. Thì chẳng hạn như ban tổ chức ở đây thì mình thấy là đã là chiến sĩ tình thương của Thượng Đế. Dạ, cảm ơn cô. Phục vụ tối đa, hy sinh vô quán quái ngại. Dạ, rất là hay. Dạ, con xin mời ban kỹ thuật hãy mở câu số 4. À, dạ, còn người. Dạ, đợi chút. Dạ, thưa, em tên Mai Thị Thanh, ở Mỹ. Có dịp thầy ghé vào nhà bà Barbie. Cái má em có đến thăm thầy, rồi thầy xuống tóc cho má em. Cái thầy hỏi chứ, bác có cái tóc tơ. Cái má em nói, sao tóc tơ con khổ quá. Cái thầy mới trả lời, nói bác tóc tơ khổ, nhưng mà bác được làm là chiến sĩ của Thượng Đế, nhiều tình thương. Thầy trả lời như vậy á. Dạ, tôi xin chấm dứt. Dạ, con cảm ơn bác. Dạ, phía sau trước rồi tới anh ha. Dạ. Hello, tôi là bạn đạo Atlanta, tôi tên là Thế. Để trả lời cái câu muốn làm chiến sĩ của Thượng Đế, tôi xin có một bài thơ để trả lời cho cái câu trên. Trường trai diệt dục ai ơi, sống khỏe sống dai mạng sống dài, ít bệnh tật dài lê thê, cuộc sống sẽ đổi mới, đời sống sẽ đổi mới, cuộc đời thấy thêm vui, hạnh phúc vang tiếng cười, ôi sung sướng quá đi thôi. À. Dạ, cảm ơn bác. Dạ, đưa lên anh Hiệp. Anh Hiệp ở đây. Dạ, thưa Hiệp, theo ý kiến của Hiệp thì muốn làm chiến sĩ của Thượng Đế thì thầy có ra 10 điều tâm niệm của Đức Thầy. Các bạn cứ làm đúng 10 điều tâm niệm của Đức Thầy là các bạn được là chiến sĩ của Thượng Đế. Cảm ơn anh. Dạ. Em ơi. Hello. Dạ, trước tiên con xin kính chào Đức Ông Tư, kính chào Đức Thầy, kính chào quý bạn đạo và chào Cẩm Tú. Thì nãy giờ bạn đạo cũng đóng góp, nó cũng trong cái đó. Thì mình muốn làm một chiến sĩ của Thượng Đế. Thì như mình biết, một chiến sĩ phải có trang bị vũ khí mà Thầy đã trang bị cho mình hết rồi. Thì cái vũ khí của một chiến sĩ của Thượng Đế á, thì là cái khí giới của mình là khí giới tình thương. Phải có khí giới mình mới làm chiến sĩ mới đánh được chứ. Mình có sức mạnh là từ bi, mình phải sử dụng những thứ đó. Mình có cái tình thương và đạo đức không ngừng nghỉ, thì mình sử dụng những cái đó mình mới là cái người chiến sĩ thật sự của Thượng Đế. Thì Thầy đã trang bị cho mình hết rồi, áo giáp tình thương, khí giới tình thương mình có đầy đủ. Cho nên bạn đạo mình chỉ chịu khó đọc lại, nghiên cứu một chút thì mình sẽ hiểu được cái chữ chiến sĩ của Thượng Đế như thế nào. Mình sử dụng cái tình thương và đạo đức, tha thứ và thương yêu. Mình phải trang bị cho mình những cái vũ khí đó mà mình gọi là khí giới tình thương, chứ không phải cái vũ khí mà ở ngoài đời mình sát hại với nhau. Con xin hết. Dạ, cảm ơn anh Bành Chi. Dạ, sau đây xin mời ban kỹ thuật hãy mở câu số 4.
Dạ mong là đúng cái này. Dạ kính thầy, con có vài câu hỏi. Cái thứ nhất là trong cái ban thời sáng thì con có nghe thầy nói về chiến sĩ của Thượng Đế, nhưng con chưa hiểu rõ chiến sĩ của Thượng Đế là như thế nào. Chiến sĩ của Thượng Đế thì mình phải thấy rõ cái tình thương của các giới đang phục vụ mình. Từ manh áo, ăn mặc có cái cơ hình này là các giới, kể cả Thượng Đế cũng phục vụ. Cho nên mình mới sâu dồn xem cái tinh thần phục vụ mình có đủ không. Mình có chịu phát đại nguyện phục vụ, và mình thấy chúng sanh đã và đang phục vụ chúng ta, và kể cả trời Phật nữa, cả càn khôn vũ trụ đang phục vụ, mà mình có tinh thần phục vụ đó không? Nếu mà có cái tinh thần phục vụ đó là tương ứng với thiên ý, thiên ý là ý ông trời ha? Thì ông mới thông nhận chúng ta và có trình độ, cái trình độ phục vụ đó. Khi mà con cảm thức ngày hôm nay cũng có cái áo mặc, có đồng hồ đeo, có đôi dơm ha, ai cũng sự thông minh của loài người đáng có, mà ai cho loài người có sự thông minh? Ông trời. Sao khi mà con hiểu tới cái đó rồi á, con mới đi gần tới thiên ý được. Lúc đó là mình là mới là thật sự chiến sĩ của Thượng Đế. Chiến sĩ của Thượng Đế là phải phát tâm, chứ không phải đợi ngài gọi. Mình thực hành cho đúng, mình phát tâm như vậy, bất vụ lợi, thì lúc đó Thượng Đế mới mời mình sát nhập vô làm công việc cứu người chứ không phải giết người. Chiến sĩ tình thương là cứu người chứ không có giết người. Dạ con cũng xin đúc kết lại là con rất là vui là tự vì tất cả những câu hỏi con đã đặt ra ngày hôm nay thì là tất cả bạn đạo đều trả lời rất là đúng và rất là theo ý của thầy. Dạ con cũng xin cảm ơn riêng với bên phía Nam là tuy rất là ít người nhưng mà đã rất là hăng say đóng góp, nên con mong là mấy cô, mấy chị, mấy người phụ nữ phía bên tay trái của con thì maybe trong những cái tiết mục khóa học sau thì mình sẽ hăng say cũng như giống như bên Nam. Thì một lần nữa con rất cảm ơn sự đóng góp của tất cả các bạn đạo, và con cũng đã, lời thầy cũng đã thay lời để mà con xin tất cả chúng ta đều là chiến sĩ của Thượng Đế. Nếu mà chúng ta có tâm phục vụ chuyện lớn, chuyện nhỏ, nếu mà mình làm bất vụ lợi thì tất cả chúng ta đều là những chiến sĩ của Thượng Đế. Dạ con xin hết.